Việc tập trung đông người bị cấm từ đầu tháng 4, các cửa hàng dịch vụ thiết yếu buộc phải đóng cửa, các nhà hàng quán ăn chỉ được bán theo hình thức giao hàng. Ông Sebastian Sia, một cán bộ nghỉ hưu cho biết, ông cảm thấy thoải mái hơn khi cuối cùng ông cũng có thể cùng những người bạn cũ ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng tại địa điểm yêu thích. Tôi thấy thật là thoải mái vì lại được uống cà phê. Tôi nhớ lắm những lúc được ra ngoài ngồi thế này, chắc đã 2 tháng rồi. Một vài cửa hiệu tại địa danh mua sắm nổi tiếng Old Trafford Road đã đón những vị khách đầu tiên trở lại. Các cửa hàng bán trà sữa cũng tái hoạt động từ ngày hôm qua, thu hút nhiều khách hàng. Ngoài ra, phòng gym, công viên, các bãi biển mở cửa trở lại, nhưng các điểm tập trung hoạt động tôn giáo, những sự kiện quy mô lớn, các quán bar, nhà hát vẫn sẽ chưa mở cửa bình thường trở lại. Singapore hiện là một trong số những quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất ở khu vực châu Á, với hơn 41.000 ca nhiễm.